Chào mừng các bạn đã trở lại với trang vi tính Minh Khang của mình nha. Hôm nay mình có con A3 ở đây, Canon 8630. Con dòng này thì nó chung với dòng Canon 8610, 8620 và 8630. Con này đang bị kẹt giấy nha, in cứ tới hộp mực là nó kẹt, nên tới sấy là nó kẹt. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình tháo cái sấy ra, vệ sinh cho nó, tra mở cho nó và hướng dẫn các bạn có thể thay bô lụa cũng như là thay các cái linh kiện bên trong cái cục sấy của nó nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tháo ra từ phía sau máy nha, ngắt điện và rút điện nha. Đây, ở đây các bạn kéo cho mình cái khay này này ra ha. Đây cái này, dỡ cái này ra ha, dỡ cái nắp này ra ha. Đó, dỡ cái nắp này ra. Sau đó các bạn tháo cho mình con ốc ở bên này ra và tháo con ốc ở bên này ra. Đây này, tháo con ốc của bên này thì nó dễ nha các bạn. Các bạn nhìn sâu vô bên trong này thì các bạn tháo được. Đây, cái này ha, chỗ này ha. Và cái con ốc này thì các bạn muốn tháo được, các bạn phải mở cái nắp này ra, các bạn mới nhìn thấy con ốc ở trong này nha. Thì các bạn mới tháo được. Các bạn lấy cái đèn các bạn soi vào, các bạn tháo nha. Giờ mình sẽ để cao lên để mình tháo cho các bạn xem nha. Chúng ta lấy đèn để rọi vô và tháo nha. Còn bên này thì chúng ta dỡ cái nắp này ra nha, dỡ cái nắp này ra thì cái này nó mới lòi ra này, thấy chưa, các bạn thấy lòi ra không? Thì chúng ta soi vào bên trong này, chúng ta cùng tháo con ốc ra nha. Rồi sau khi bạn được hai con ốc này ra rồi ha, bạn hai được con ốc này ra, nó khá dài nha các bạn, nè con ốc này dài ha, khá dài nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tháo ra, tiến hành tháo ha. Chúng ta dỡ cái nắp này ra ha, dỡ cái nắp này ra, hoặc là chúng ta cầm cậy cái dưới này ra này ha, thấy không? Các bạn thấy không? Rồi lấy cái nắp này ra ha, tháo cái nắp này ra để ra ngoài ha. Rồi nó sẽ lòi cho ta, chúng ta ra là cái phía sau máy nè ha. Đây phía sau máy ha. Đó, phía sau đây. Rồi đây, phía sau đây. Thì chúng ta tháo, tiến hành tháo sấy, chúng ta tháo cái này nha. Thì ở trong này nó cũng có hai con ốc ở bên trên này, hai con ốc ở bên trên này nha các bạn. Hai con ốc ở bên trên này thì chúng ta tháo con ốc ra ha. Đây. Cái này tháo ha, tháo hai con ốc này ra. Bên này có một con ốc này nha các bạn, tháo ra luôn ha. Hai con nha các bạn, hai con bên trên này ha. Rồi hai con ốc này thì ngắn thôi nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta thò cái tay vô ha, kéo cái sấy ra ngoài. Rồi đây là bộ sấy của nó nha các bạn. Đây, đây là bộ sấy của nó ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, chúng ta tiến hành tháo cái bộ sấy này ra đây ha. Giờ mình tiến hành tháo bộ sấy nha. Đầu tiên các bạn để xoay cái này chụp cho mình ha. Này các bạn nhìn nha. Đây các bạn nhìn cái nắp bên trên này ha. Tháo con ốc ở trên này nha. Ha. Rồi các bạn lấy ốc ra giùm mình nha. Rồi nhấc cái nắp này ra ha. Nhấc lên, nhấc nhẹ nhàng thôi, nó có cái gờ đây ha. Rồi tiếp theo chúng ta tiến hành bắt đầu tháo tiếp ha. Bây giờ ta tháo tiếp này, tháo tiếp là tháo cái nắp này ra ha. Tháo cái nắp này ra thì các bạn ngửa cái này lên ha. Rồi ở đây nó có hai con ốc này, đây ha, hai con ốc đây, hai con ốc đen đen thì này, to con ốc to nha các bạn. Ta tiến hành tháo ra này, một con, hai con, hai con hai bên ha. Rồi
Rồi chúng ta nhấc cái nắp này ra ha. Nhấc cái nắp này ra. Rồi nhấc cái nắp ra nha các bạn. Để có bên cạnh. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành này tháo sấy này. Rồi các bạn để ngược cái sấy lại ha. Đây để như thế này. Đó, thấy không? Thấy cái sấy chưa? Ok chưa? Nha. Bây giờ chúng ta tiến hành là tháo ha. Tụi mình xoay lại gì cho dễ. Tháo nó bung ha. Đây nha. Các bạn bây giờ tháo hai con ốc này ra ha các bạn ha. Hai con ốc hai bên này. Thấy không? Hai con ốc hai bên nha. Đây. Mình giữ cái tay ở đây một chút xíu, tháo ra. Từ đây nó hai có hai cái lò xo này, bạn các bạn không giữ tay nó sẽ bung ra ha. Các bạn giữ vào một chút xíu. Nó sẽ lỏng ra ha, bạn rặn cái này. Hay giữ cái tay một chút xíu chứ không là nó bung ra ha. Rồi, sau khi tháo xong ấy, các bạn lấy ốc để ra ngoài dùng mình ha. À, ốc lấy ra ngoài để đi, nó bung nó bay mất khó tìm ha. Rồi tiếp theo ở đây nó có hai cái gờ này ha, hai cái gờ này, hai cái càm này. Nó giữ đây các bạn. Thấy không? Các bạn lấy cái cậy này hơi cậy ra nó ra một chút xíu. Bên này cũng vậy, các bạn cậy nó ra ha. Để nó sẽ bung ra ha. Rồi. Ha, đây. Lắp đầy ha. Ok chưa? Đó, các bạn cũng để sang bên cạnh cho mình nha. Rồi, đây là cái sấy, các bạn lấy cho mình hai cái cục này ra ha, hai cái này ra. Để qua bên cạnh, bên này cũng vậy, lấy ra luôn ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành tháo cái này ha. Này, tháo cái này, đây là bô lụa của nó nhé ha. Đây là bô lụa ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu tháo từ đầu này nữa ha. Tháo từ đầu này nha. Rồi đầu tiên là các bạn phải tháo cái dây điện nó ra ha, tháo cái dây điện này này, các bạn hơi cạy nó ra, hơi cạy cái đầu đen này ra, hơi cạy một cái dây này ra, ba cái dây, ha, hơi cạy nó có ngàm ở đây này, nó đi nó gài ha, rồi các bạn hơi ấn cái này xuống xíu, đây lấy nó ra ha, cái ngàm này á, các bạn nhấn nó xuống xíu, kéo nó ra ha. Kéo nó ra cái gì nhẹ thôi nha các bạn, không nó hư. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành tháo ở bên này ha. Đây ha, cái bên này cũng vậy, các bạn hơi cậy nó ra chút xíu ha để lấy ra. Rồi chúng ta tiếp tục tháo ha. Đây các bạn tháo ở bên này trước ha. Bên có cái bánh răng này trước ha. Đầu tiên là dùng các bạn dùng cái cây này, các bạn lại cái đen đen này ha ra ha, cái dây điện này ra ha. Đừng lại đen đen cái dây điện này ra. Ở đây nó có một cái nảy này, các bạn bấm vô ha. Nảy vô, cái bấm ra, kéo ra ha. Kéo ra nha. Các bạn làm nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi sau khi kéo được dây như dây điện này ra rồi ha, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu tiến hành kéo dây điện ha. Này, kéo đây, đây này dây điện đây ha, chúng ta bắt đầu tháo dây điện này ha. Rồi các bạn tháo theo cái chiều này ha. Đây ở đây nó có các cái ngàm này, điện này ha. Đó các bạn cứ theo cái ngàm này các bạn đưa ra ha. Rồi tới đây nó có một cái dắt cắm ở đây ha, các bạn cạy cái này ra, cạy cái này ra, nó cũng có đường dây điện này các bạn lại dây điện nữa ha, đó. Dây điện ra này, đó, các bạn kéo dây điện ra ha, ở chỗ này nó có cái ngàm này, các bạn cần bấm nó một cái ha, bóp nó một cái, bóp xuống nó một cái, rồi kéo nó ra ha, rồi tiếp tục ha, đó. Cái dây điện này cũng ra đây ra luôn ha. À,
cũng có một cái dây điện nữa, các bạn tháo ra cho mình ha, nó có cái khớp cái này, các bạn nhấc ra khỏi cái khớp đi, xong rồi kéo nó ra ha, cầm kéo nó ra thôi. Rồi ok ha, rồi cái này các bạn cũng dỡ nó ra, đi theo luồn theo đường dây này, các bạn dỡ nó ra ha, kéo ra giúp mình. Rồi rồi bây giờ bao lụa cũng như gần như là tháo xong rồi ha. Rồi đây bao lụa mình đã kéo ra rồi ha. Rồi nè, đó ở bên này nó cũng có cái ngàm này các bạn, các bạn hơi nhấc cái này lên một chút xíu cũng bóp ra, kéo ra ha. Rồi bây giờ chúng ta nhấc cái bao lụa này ra ha. Rồi xong nha các bạn, giờ chúng ta bắt đầu tiến hành tháo cái bo lụa này, ngang cái này đi ha. Rồi các bạn nhớ là vệ sinh nha, nhớ vệ sinh ở trên cái cục này ha, là lỗ ép này ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành tháo này, vứt thẳng cái này ra nha các bạn, nào, thẳng ra ha. Đó ở chỗ đây nó có cái ngàm này, các bạn cần kéo cái này ra thôi ha. Đây các bạn chỉ cần kéo cái cục này ra thôi ha, kéo cái cục này ra ha. Đó, tháo ra ha. Để ra ngoài ha. Rồi cái bao lụa này các bạn kéo ra ha. Kéo ra tuốt hơi thẳng cái này ra, hãy cẩn thận nhẹ nhẹ không nó rách nha các bạn. Nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi các bạn thay bô lụa là thay cái này nha các bạn. Các bạn có thể mua bô lụa ở trên mạng hoặc là mua ở các cái anh kỹ thuật ha, không có sẵn hết. Hãy cẩn thận nó nhẹ nhẹ không nó rách nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn thay bô lụa thì thay nha. Ở đây các bạn vệ sinh cho mình cái gương này đi ha, ha vệ sinh cái này đi ha. Rồi hay lấy một cái tờ giấy ra đó vệ sinh sạch nó đi ha. Rồi mình vệ sinh cái này đi ha, vệ sinh đi ha, nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Rồi vệ sinh như cái này đi ha, nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, không nó bị hư đó ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành lắp vào nha. Bây giờ mình sẽ tra cho nó một ít mỡ chuyên dụng lên đây nha các bạn. Mỡ này là mỡ chuyên dụng thoa chịu nhiệt cho các cái máy in á. Cái này thì các bạn có thể mua lại của mấy anh kỹ thuật hoặc là có thể mua ở trên mạng ha, kiếm cái xịn xịn đó ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành lắp vào nha. Rồi các bạn để khít nó vào trong đây ha, khít nó vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy bô lụa vào ha. Cái này là bô lụa mình không có thay nha các bạn, nếu mà các bạn thay thì các bạn có thể mua cái bô lụa mới rồi bỏ vào thay ha.
nhàn thôi nha các bạn. Vậy là xong nha, để là thay xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành gắn cái này vào ha. Rồi sau khi gắn xong vào, chúng ta bắt đầu tiến hành gắn cái bộ lụa này vào nha các bạn. Các bạn nhớ vệ sinh nha, nếu mà cái cục trục này nó hư hay dơ gì đó thì các bạn nhớ gắn lại nha. Rồi, ghi gắn xong rồi ha các bạn ha. Nhớ vệ sinh đó nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành gắn lại nha. Gắn bắt đầu bây giờ chúng ta gắn ngược lại lúc nãy ha. Rồi đầu tiên là gắn cái đầu này trước ha, dọn cái dây này qua một bên, gắn cái đầu này vô, rồi bóp lại và gắn vô thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đi dây điện cho nó nha. Đi dây điện lại như lúc đầu thôi nha các bạn. Các bạn đi dây điện lại như từ đầu thôi ha. Đi theo đường này ha. Dây điện thì gài vô thôi ha. Gài theo mấy cái ngàm này các bạn. Nhớ cài kỹ vô nha các bạn. Cái chỗ này nó hay chạy á. Rồi cái ngàm này thì gắn cho thôi ha, gắn cho thôi. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Các bạn nên đi từng cái một cho nó dễ ha. Rồi tới chỗ này thì chúng ta gắn lại thôi ha. Gắn bình thường lại ha, gài nó xuống.
rồi nó xuống cái khớp này ha, nhấn cái giày vô. Dây này toàn dây xịn không nên nó sẽ chịu nhiệt rất là cao nha các bạn. Chúng ta đi lại giống như ban đầu thôi ha. Rồi nãy giờ các bạn thấy video có ích và hay thì các bạn hãy like và share video giúp mình nha. Hãy đăng ký kênh của mình nha, để khi nào mình ra video mới thì các bạn sẽ được xem sớm nhất nha. Hãy bấm cái chuông để các bạn có thể được xem video sớm nhất nha. Rồi tới đoạn này rồi thì các bạn chỉ cần bấm vô thôi ha. Gà vô rồi bấm vô thôi. Chê cho nó gọn luôn ha. Chỗ này thì các bạn hơi nhấc cái này lên một chút xíu ha, gài nó vào cái ngàm này ha, gài nó vào cái ngàm này nó có khớp rồi đó, nên các bạn chỉ cần gài vô là được ha. Rồi như vậy là xong nha, xong cái này ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành lắp cái ốp nó lại nha. Rồi bây giờ mình để như thế này đi ha, cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi cái này cũng vậy ha, cái này mình lấy vào hôm nay mình để ra làm sao thì bây giờ mình lấy vào làm vậy nha. Rồi chúng ta bắt đầu lắp cái này nha, lắp cái này nha. Lắp này cái mày bạn để ý nha ha, cái nào mà ở đây thì bỏ vào thôi ha, cho nó khớp thôi ha, chỉ cần bỏ cái này vô khớp là được ha, khớp hai cái lỗ này nè. Đây cái tròn quay vào bên trong nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành lắp cái này vào ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái này vào trước ha, đẩy cái này vào đây, hai cái ngàm khớp này vào đây ha, đó, hai cái ngàm khớp vào đây, rồi chúng ta bắt đầu đè xuống này, ha, đó, cái ngàm khớp nó vào, các bạn đè xuống thôi ha, đè xuống này, rồi hai cái nãy này nó sẽ đi vào nha các bạn, nãy đi vào và chúng ta tiến hành vặn ốc nha, nãy là con nãy của mình có hai con ốc to này, ha, ta đè xuống, ha. Đè và vặn vào ha. Đây, tiến hành vặn vào. Nhớ là hơi đè chặt chút xíu nha các bạn, vặn hơi chặt chút xíu ha. Bên này cũng vậy. Nó có cái ngàm rồi đó nhưng mà các bạn cũng cần phải cần chặt hơn ha. Ok nha các bạn, khớp rồi đó, để ý cái video ha, khớp rồi ha, hai cái ngàm này nó cũng gạt vô luôn rồi ha. Rồi chúng ta tiếp tục lắp nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắp cái nắp trên này vào ha. Đây mình sẽ tiến hành lắp cái nắp trên rồi ha các bạn ha. Đây các bạn lấy cái lắp đen này ha, lấy cái lắp đen này ha, để làm sao nó cho nó vừa hai cái lỗ này ha, đây vừa cái này ha. Chúng bắt đầu xịt ốc vào ha. Đây ha, đây ở đây ha. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành siết cái nóc, hai con nóc lại lại ha. Rồi con nóc này nữa ha các bạn. Rồi chúng ta còn một miếng đèn này nữa, lắp vào nữa ha.
Đen thì nó có cái gờ này các bạn, có cái ngàm này, các bạn chỉ cần để nó xuống thôi. À, để nó vừa khít vào và đẩy vào là xong ha. Rồi chúng ta nhìn bạn ốc vào. Ở đây các bạn nhớ nha, ở đây nó có con ốc dài và mịn á, các bạn nên bạn con ốc dài và mịn vào đây. Còn hai con ốc ngắn á, hai con ốc ngắn thì tí nữa các bạn không quật vào sau nha. Sau máy. Rồi nãy giờ mình làm video á, các bạn thấy có hay và hữu ích thì hãy like và share video giúp mình nha. Rồi bây giờ mình tiến hành lắp cái cục sấy vào trong máy nha các bạn. Như vậy là xong rồi, ok ha. Vệ sinh và tra dầu cho nó rồi, ok rồi nha các bạn. Giờ mình lắp vào trong máy nha. Rồi đây là đít máy nha. Nãy mình lắp làm sao thì mình tháo làm sao mình lắp làm vậy ha. Nè các bạn nhìn cái đầu này ở bên tay phải nha. Rồi đẩy vào thôi, rồi cho vào cái miếng răng vào trước một chút xíu. Rồi đẩy vào. Ok. Nha, đẩy vào. Rồi bây giờ chúng ta tiến vào siết ốc cho nó nha. Ở đây nó có hai con ốc ngắn nha các bạn và hai con ốc dài. Hai con ốc dài thì mình siết sau nha. Hai và siết sau nắp ha. Ở đây là hai con ốc ngắn, mình siết vào cái sấy. Rồi sau khi lắp sấy xong rồi bắt đầu chúng ta tiến hành lắp cái đít nó vào nha ha, cái nắp sau lưng nó vào ha. Các bạn để ý nha, cho cái này vào trước ha, cái này trên này vào trước ha, đẩy vào thôi ha. Khớp là được nha các bạn, này cũng đơn giản hơn. Rồi sau khi đẩy xong thì các bạn siết hai con ốc này vào sau ha, siết con hai con ốc này phía sau này ha. Rồi như vậy là lắp xong rồi nha các bạn, bây giờ mình test thử nha. Rồi chạy êm nha các bạn, ok chưa? Ok ha, đẹp ha. Test thêm vài tờ nữa đi. Ok, đẹp nha các bạn. Ok, đẹp. Rồi cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nó hơi dài một chút xíu nhưng mà các bạn hãy đăng ký kênh của mình và theo dõi kênh của mình nha. Nếu có ích thì hãy like và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.